Hello, xin chào mọi người. Lâu lắm rồi mới gặp lại mọi người ha. Thì hôm nay Ly sẽ chuẩn bị đi đám cưới của bạn Ly. Thì Ly sẽ ngồi Ly make up với lại skincare sương sương. Sau đó là Ly sẽ ngồi tâm sự, nói chuyện với mọi người về những cái thay đổi, những cái cảm xúc của mình trong cái thời gian mang thai. Bây giờ thì Ly đang ở tuần thứ 29 rồi. Mình rất là mong được gặp em Mango. Thì bây giờ mình sẽ đắp lotion mask nha. Thì dạo này Ly đang rất là thích cái bạn Claire này. Trước khi mà đổ lên bông á, thì Ly sẽ xịt một cái lớp xịt khoáng cái bông này trước cho nó hơi ẩm đã. Đây là nước hoa hồng không mùi của Dear Claire. Thì sản phẩm này giúp cân bằng độ pH cho da. Ngoài ra thì nó còn giúp các bạn tức thời cho da nữa. Một cái điểm mà Ly rất là thích đó là dù cái cấu dạng lỏng nhưng mà nó có một cái độ sánh, cho nên là khi thoa các bạn sẽ cảm thấy là da mình được cấp nước tức thời á. Ngoài ra cái sản phẩm này còn dùng để chống viêm, giảm sưng trên da, cho nên là các bạn mà da đang bị mẩn đỏ hay là bị mụn á đều có thể sử dụng được nha. Ly sẽ để tầm khoảng 3 phút rồi mình sẽ gỡ ra. Rồi mình quay trở lại với vấn đề về thai kỳ của tôi. Lại Ly đã ở tuần thứ 29 rồi. Ly nghe rất là nhiều người nói là khi mà mình mang thai thì mình bôi những cái kem chống rạn hay là dầu chống rạn thì nó sẽ đỡ rạn. Nhưng mà một ngày đẹp trời thức dậy tự nhiên chuông kêu trời, bụng em rạn tè le luôn. Sao mình tá hỏa, mình soi gương, trời ơi, ở dưới cái vòng bụng dưới của mình là đã bắt đầu xuất hiện những cái vết rạn á. Mọi người cứ hiểu là giống như là cái cánh đồng khô hạn mà nó xuất hiện những cái vết nứt á, thì cái bụng mình nó cũng xuất hiện những cái vết như vậy luôn đó. Mặc dù là mình rất là chăm bôi dầu để mà chống rạn nè, bôi kem chống rạn, nói chung là trước khi đi ngủ và sau khi thức dậy mà mình tắm xong á là mình đều bôi những kem rạn khác nhau hết, nhưng mà nó cũng không có thể nào mà tránh được hết. Thì mình nghĩ đó là do cơ địa rồi ha mọi người ha. Thì mình cố gắng mà mình bôi kem để nào cho nó hạn chế da nó khô, với lại nó sẽ bị sao ta, cái bụng nó sẽ bị rạn nhiều hơn chứ không thể nào mà tránh được. Nhiều người tôi thấy nhiều người sinh nó như chị họ của Ly chẳng hạn, thì sinh ra cái bụng nó không có bị rạn một chút xíu nào hết. Sao mình bị hay ta? Chắc là do mình tăng cân nhanh quá không. Ly đã tăng bây giờ là 15 cân rồi đó mọi người. Ly bây giờ là 75 kg, ngủ dậy tưởng tượng mình giống như cái thùng phân. Cũng hồng hồng rồi ha. Ồ, đắp xong mọi người thấy da bóng không? Da bóng kìa hả? Nhìn thích ghê. Ồ, chịu khó ở nhà đắp lotion mask mọi người ơi. Thì sau khi mà đắp cái lotion mask xong thì da của mình cũng khá là ẩm rồi ha mọi người ha. Thì bây giờ Ly sẽ sử dụng kem khóa ẩm thôi. Một bước này Ly cũng khá là lười. Hôm nay Ly sẽ sử dụng cái kem dưỡng của Claire này, tên là Midnight Blue Camming Cream. Cái em kem dưỡng Claire Midnight Blue Camming Cream này á, nói là midnight có nghĩa là dùng ban đêm, nhưng mà thật ra thì có thể dùng cả sáng lẫn tối. Thì riêng Ly thì ban ngày Ly vẫn rất là thích sử dụng bạn này, bởi vì chất kem nó thấm rất là nhanh và nó kiểu rất là mát, rất refresh trên da mọi người. Nó có thành phần chủ đạo là chiết xuất hoa cúc la mã, vitamin B3, ceramide và centella. Thì cái sản phẩm này nó giúp làm dịu và phục hồi da rất là tốt. Các bạn bị mụn, da mẫn cảm, da thường đều có thể sử dụng được sản phẩm này, ok ha. Xong, fresh quá. Da cũng ok rồi ha. Đây sẽ sử dụng kem chống nắng của Skin Solar Fee. Cái này thì dạng là cushion đó, cho nên là mình tán cũng khá là dễ. Mọi người cho em hỏi là ở đây có ai đã từng mang thai mà bị chuột rút không? Và lý do sao mà mình bị chuột rút vậy ta? Có những buổi sáng tự nhiên thức dậy xong mình duỗi chân, xong cái chân mình nó đau kinh khủng mà mình bị chuột rút đó mọi người. Có bữa mà mình ngủ dậy sau mình bị chuột rút, mình kêu đau đớn dã man. Cái ông chun tưởng mà sắp đẻ. Ôi mình tưởng tôi sắp đẻ trời. Ông kêu em gần đẻ rồi hả, có còn lên bệnh viện không? Rồi tôi bị chuột rút, trời ơi sợ ông ơi. Tôi uống massage đồ các kiểu. Cũng may là buổi sáng là chun lúc nào là cũng cà cà với Lê. Từ cái ngày mà bị Lê bị chuột rút đó là cứ buổi sáng là cứ cà cà ở bên cạnh đó, lỡ như có bị chuột rút á thì
ông sẽ túc trực ở bên cạnh, túc trực ở bên cạnh để mà massage cho Ly. Cũng là một người chồng tốt đó, mình cũng thấy rất là khá là may mắn khi mà có Jun ở bên cạnh trong suốt cái thời gian mà mình mang thai. Mình cảm thấy là được an ủi rất nhiều, như là được san sẻ chung cái nỗi đau thai kỳ với chồng của mình. Rồi tiếp theo là mình sẽ sử dụng cushion nha mọi người. Cushion này là của S-Boy. Cái dòng này là dòng glow á, nên là khi mà mình sử dụng thì da mình nó sẽ có một cái độ bóng rất là đẹp. Thì rất là thích em này. Mặc dù đây là đứa rất là ít make up nhưng mà đây cũng rất là ghiền rồi, vì cái packaging nó quá là đẹp. Và khi mà đánh lên da thì nó che phủ trung bình thôi, nhưng mà được cái nền da rất là xinh. Ví dụ như mọi người muốn che phủ thêm thì mọi người có thể dùng kem che khuyết điểm. Mấy cái mà Ly thấy nó che phủ trung bình đó mọi người. Đó. Rồi tiếp theo là mình sẽ dùng phấn phủ. Ly sẽ dùng phấn phủ của Chanel. Nói chung mình Ly không rành được makeup đâu, tại Ly thấy cái packaging nó đẹp cho nên Ly mua về thôi. Dùng cũng ok phết. Ly sẽ sử dụng cho cái vùng trụ T. Thật là mình không có rành makeup đâu mọi người. Xong. Là xong lớp nè đúng không? Rồi tiếp theo là mình sẽ sử dụng phấn má hồng. Ngày này rất là thích sử dụng phấn má hồng của CanMake. Giá bình dân, dùng thì đẹp, xinh, màu rất là dễ thương luôn. Vậy thì hôm nay để coi lựa đánh màu nào đây. Mình sẽ đánh màu 02, màu ưa thích của mình. Màu này là màu giống kiểu là apricot, đào mơ, mơ mơ. Một cốc hồng, hồng sữa. Có pha một chút xíu cam cam, đánh lên nhìn mặt rất là baby. Mình sẽ trộn những cái màu này với nhau ha. Sau rồi mình sẽ đánh cái phần chỗ gò má này, mình cười lên nha. Smile. Đó. Mình có thấy cái sự kỳ diệu của má hồng không? Nó giúp cái mặt của mình nó trở nên là bừng sáng hơn hẳn luôn á. Khi mà mọi người đánh má hồng, mọi người có cảm thấy là mình kiểu trẻ lại không? Kiểu mình giống như là nữ sinh 18 tuổi. Nó có cái độ bóng nhìn xinh quá ha. Wow. Khi mà mình mà sử dụng xong môi rồi mình nó thích mix màu với nhau, màu này màu kia vậy đó. Ok, vậy là xong. Mọi người thấy lên makeup nhanh không? Khá là nhanh ha. Chuẩn bị skincare cũng nhanh mà makeup cũng nhanh. Vậy thôi. Đây là kiểu every look của Ly luôn á. Dù là có đi ở nhà, đi đám cưới hay đi chợ hay là đi gặp miếu cũ thì vẫn là một cái makeup quen thuộc như vậy. Chủ yếu là Ly thích là khi mà make up thì mình sẽ show được cái làn da kiểu glowy, với lại nhấn vào cái đôi môi kiểu trúng chiếm. Cảm ơn mọi người đã xem video tới tận cái giờ phút bây giờ. Ngồi hơn 10 phút để nghe tôi nói lẩm nhẩm cũng mệt lắm á. Nhưng mà rất là cảm ơn mọi người nha. Ly hy vọng là sẽ gặp lại mọi người sớm thôi trong những video tiếp theo. Bây giờ thì bye bye, chào tạm biệt.